Anh vừa làm chuyện ấy vừa xem phim XX thì có sao không hả em? Anh ơi, vừa làm chuyện ấy mà lại vừa xem phim thì sẽ khiến cho cả hai người phân tâm, mất cảm xúc với đối tác. Hơn nữa là nếu như xem một người mà lại thực hành với một người khác thì đôi khi chúng ta sẽ có sự so sánh mà ngoài đời thì rất khó được như trên phim. Vậy nên theo em ý, thì các cặp đôi chỉ nên xem phim ở phần khởi động thôi chứ không nên xem lâu đâu anh nhé.